Xin chào mừng bà con cô bác và cô chú anh chị khắp mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Trong đoạn video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người những cái món đồ gốm gọi là gốm tàu cổ và một số mà món gốm cũng lâu tuổi mà em đã sưu tầm được trong những cái ngày vừa qua. Đó thì một hai cái video sắp tới đây thì em sẽ giới thiệu tập trung những cái món đồ gốm để bà con cô bác cô chú anh chị có thể tìm cho mình một cái món đồ ưng ý để mình sưu tầm về chơi. Đó, em quay gần hơn những cái món đồ mà em giới thiệu trong đoạn video ngày hôm nay nha. Tại vì nhiều khi là có nhiều đồ quá và cái thời lượng video nó cũng hơi dài á, thì em hay xin phép được ngừng lại. Cho nên bà con cô bác cô chú anh chị mình ưng ý món đồ nào thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824 đó. Thì bà con cô bác cô chú anh chị cứ chụp lại một cái hình nào đó trong cái đoạn video của em đó, rồi gửi cho em đó qua Zalo để em có thể là gửi lại hình ảnh hoặc là gọi video trực tiếp cho mọi người. Thì trước khi mà đi vào giới thiệu chi tiết từng món đồ thì em xin cảm ơn bà con cô bác cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ kênh của em. Thì mọi người xem đến đây có thể cho em xin một lượt like đó và một lượt đăng ký kênh đó, để em có thêm động lực em ra nhiều video mới nha. Thì ngày hôm nay em mang tin cho mọi người rất là nhiều cái món đồ luôn, từ những cái ống bút nè, nó những cái ống bút tàu cổ, rồi những cái nậm lớn, những cái bình bông lớn đó, một cái thố nhà thời nhà Thanh rất là đẹp luôn đó, một cái bình bông và rất là nhiều cái món đồ như là tước tô hay là những cái bát nhang, đủ loại hết đó, đồ gốm cổ qua từng cái thời kỳ mà em đã bỏ cái công em đi sưu tầm được đó. Bây giờ em sẽ chỉnh cái góc quay lại cho nó gần hơn để bà con cô bác cô chú anh chị có thể là có cái nhìn chi tiết từng cái món đồ ha đó. Thì mọi người nhớ tương tác với em nha, cho em xin một lượt like và một cái lượt bình luận nếu mà mọi người ưng ý hoặc chưa ưng ý chỗ nào ha. Rồi thì em xin đi vào những cái món đồ đầu tiên. Đầu tiên thì em giới thiệu với bà con cô bác cô chú anh chị, đây là một cây viết này rất là độc lạ luôn. Chất liệu của nó thì không tiện để nói ra, nhưng mà nhìn vào cái màu trắng ngà của nó thì chắc bà con cô bác cũng biết được cái chất liệu của nó rồi ha. Đó thì cái viết này nó hay ở chỗ là cái những cái họa tiết trên cái phần này thì được khắc hình con rồng nè, đó được khắc hình con rồng rất là đẹp luôn, là những chi tiết màu vàng khác là đồng vượt mã vàng nha, đó rất là đẹp luôn ha. Cái này mình để làm quà tặng hoặc là để mình đi ký hồ sơ hợp đồng thì khỏi chê luôn. Cái ngòi của nó ở trong đây là ngòi tròn nha, nhưng mà bà con cô bác cô chú anh chị có thể thay ngòi nhọn nếu mà mình thích ha, rất là đẹp. Một cái viết cái rất là giá trị đó. Cái viết này thì cái phần trắng này là phần hơi khó nói tí nữa, nhưng mà cái giá trị của nó thì không có thể bàn cãi được rồi ha. Và giá em giao lưu với mọi người cái viết này là 4 triệu đồng nha, thì tiền nào của nấy ha bà con cô bác đó. Cái giá nó như vậy thì chứng tỏ là cái chất liệu của nó cũng phải là đặc biệt ha. Thì bà con cô bác cô chú anh chị quan tâm đến cái bút này thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em qua Zalo và số điện thoại em để trên màn hình đó. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp nha. Tiếp theo thì em giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một những cái món đồ gốm đi, tại vì hôm nay em sẽ trong những video sắp tới đây em sẽ giới thiệu chủ yếu là những cái món đồ gốm thôi, tại vì những ngày hôm qua em đi gom rất là nhiều đồ, cho nên là phải là qua nhiều cái video thì em mới giới thiệu rõ được ha. Rồi, trên tay em đang cầm là một cái bát nhang ba chân đó. Thì cái bát nhang này là một cái bát nhang đời Tống, cái men của nó là cái có những cái điểm màu từ xanh qua đỏ qua cái màu hơi tím ha. Thì theo như em tìm hiểu đây là một cái món đồ gốm hỏa biến dưới tác dụng của nhiệt mà sinh ra những cái màu khác nhau đó, rất là đẹp luôn, phần men lột khá là cao đó. Thì cái bát nhang đời Tống này có cái chiều cao là khoảng 8 cm và đường kính là 11.5 cm, và giá em giao lưu với mọi người cái bát nhang hỏa biến này với giá là 4 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Tiếp theo thì em có một cái hũ gốm đây, trên tay em đang cầm là một cái hũ gốm. Thì theo như em tìm hiểu cái dựa vào cái tích và một số cái hình dáng trên đây thì đây là một cái hũ gốm đời nguyên đó, vẫn rất là lành, phần miệng và phần nắp vẫn không có bị găng nứt cạn mẻ gì hết nha.
ở trên cái nắp này nó có cái này giống như cái đầu cầm hay sao á. Rồi phần dưới thì phần men lột khá là có những cái điểm lột men ở đây, một vài ba điểm lột men, và chung đấy rất là già, xuất hiện rất là nhiều cái điểm móc trâu nha. Cái hũ này em đánh giá là vẫn còn rất là đẹp ha. Hũ này thì có kích thước chiều cao là 13 cm nha, về phần cái đường kính thì nó khoảng 10 cm. Rồi thì em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái hũ gốm đời nguyên này với giá là 5 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ý thì mình nhắn tin gọi điện với em. Rồi tiếp theo thì em có một cái tô lớn đây, trên tay em đang cầm là một cái tô lớn rất là đẹp luôn. Cái tô lớn này thì bên ngoài phần miệng và phần đế thì được bọc đồng nè, đó, bọc đồng để tăng cái giá trị và bảo vệ cái những cái phần cạnh không có bị mẻ nha. Đó, và cái tô này vẫn còn khá là lành, không có bị mẻ và phần miệng hay là phần đáy. Ở trong thì cái màu men nó hơi bị ố một tí nha, chắc em nghĩ là do quá trình bảo quản qua thời gian 5 tháng nên nó không có giữ được cái màu sáng, màu trắng sữa của cái lớp men bằng như ban đầu. Và cái xung quanh đây là hình rồng, rất là nhiều hình rồng ở dưới cái mộc đây. Mộc này thì em tìm hiểu gọi là gì ta, lông ổ mà, đúng rồi, gọi là lông ổ ha. Cái tô này thì ở phần dưới cái mộc này rất là nhiều cái điểm nó bị nuốt men nè, đó, màu men nó co rút ha. Phần chung đấy rất là già luôn đó, tô rất là đẹp ha. Về kích thước thì tô này có đường kính là 19 cm nha, đó, chiều cao là gần 8 cm. Đây em để cho bà con cô bác cô chú anh chị mình thấy đó, bà con cô bác cô chú anh chị thích sưu tầm những cái tô chén dĩa đó như thế này thì cứ nhắn tin gọi điện với em nha, rất là đẹp luôn đó. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp nha. Tiếp theo thì em giới thiệu với bà con cô bác cô chú anh chị một cái tước. Đây trên tay em đang cầm đây là một cái tước nha. Tước này là một cái tước gốm châm ba mà em có duyên em sưu tầm về được, rất là đẹp luôn. Tước này bên trong này có rất là nhiều cái dấu vết gọi là đất cát nó bám lại, nó làm mất cái màu men ban đầu của cái tước này. Ở dưới thì nó lột men rất là dày ha. Ký hiệu nhìn nữa, ký hiệu gọi là hiệu khắc rất là đẹp. Đó, cái tước này rất đẹp, rất là giá trị. Về kích thước thì tước này có chiều cao là 10 cm nha, phần đường kính miệng thì tầm 13 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị một cái tước gốm châm ba giá trị như thế này là 8 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị sưu tầm thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu với mọi người một cái bình. Đây trên tay em đang cầm là một cái bình. Cái bình này nhìn có vẻ là giống như một cái tỳ bà ha, nhưng mà em thấy cảm giác như nó không phải đâu, như một như những cái tỳ bà chu đậu mà em đã từng thấy, nhưng mà cái này hình như không phải. Thì em tìm hiểu dựa vào cái một số cái kiến thức em tìm hiểu, cái bình này hình như là nó thuộc vào thời Lê, dòng thời Đê nha, rất là giá trị luôn. Từ cái màu men nè, từ cái màu men hoa văn họa tiết đó, màu đỏ này em cũng không biết là họ làm như thế nào. Và nhìn kỹ hơn ở những cái chỗ đỏ này nè, là những cái vết mà men nó bị nói dùng cái từ em cũng không biết dùng từ chính xác, nhưng mà nó bị biến đổi so với cái hình ban đầu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Ở dưới là chôn đa phần đáy nè, rất là nhiều chỗ nó bị lột men luôn, rất là nhiều cái điểm lột men luôn đó. Và vào những cái chỗ mà nó chỗ cái rỉ ra nè, chỗ cái rỉ sắt ra đó, những cái dấu vết thời gian mà nó xuất hiện rất là nhiều trên cái bình này luôn đó. Và chôn đáy đây, chôn đáy rất là già và là nó bị lột, nó vẫn còn sót lại một số cái lớp men dây đây đó, ốc trâu nổi rất là nhiều ha. Đó, dọc cái bình này nè rất là nhiều cái điểm rỉ sắt đó. Nhìn chung cái bình này rất là đẹp nha, giá trị sưu tầm rất là cao đó. Xung quanh đây phần miệng thì có rất là nhiều cái điểm nó men co rút như thế này đó. Còn ở cái miệng bình đây, cái miệng bình thì nó có hơi bị nhăm nha, hơi bị nhăm. Nhưng mà đánh giá chung của em là nó không ảnh hưởng tới cái giá trị của cái bình này nha. Đó, thì những cái món đồ gốm mà cái miệng nó hơi le ra như thế này nè thì rất là khó tránh khỏi cái tình trạng nó bị nhăm cái miệng như thế này. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, chừng nào mà nó mẻ một miếng lớn á thì nhiều khi là nó mới mất cái giá trị ha. Đó, và em cũng rất là hạn chế mà gom những cái món mà không có được đẹp như vậy đó. Ít nhất là những cái món em gom về nó phải đạt một cái độ đẹp theo cái
cái tiêu chuẩn của em. Đó, ở đây là những cái vết mà nó bị lên gỉ sắt nè, hoặc là những cái vết men nó co rút nè, rất là đẹp luôn. Đây là phần bên trong nè, đó, rất là nhiều cái điểm vàng vàng vàng. Em nghĩ là cái lúc mà nó bị gỉ sắt hay là bị lột men, à em rờ vào đây thấy nó lõm vào luôn nè, giống như cái điểm nó bị lột men luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi thì kích thước của cái bình này có chiều cao là 30 cm nha. Đó, phần đường kính là 14 cm và giá em giao lưu với mọi người cái bình gốm đầy lê giá trị như thế này với giá là 12 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì mình nhắn tin gọi điện với em. Giờ em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu với mọi người một cái ống bút rất là đẹp luôn. Đây là một cái ống bút và chất liệu là gốm tàu cổ nha, xung quanh họa tiết là họa tiết chữ nè, rất là nhiều họa tiết chữ, bên ngoài thì được bọc đồng đó. Họa tiết chữ và hoa lá vẽ tay, cái chữ này em không biết chữ gì luôn đó. Thì có rất là nhiều cái món đồ là em chỉ đi sưu tầm về, em dựa trên những cái hiệu đề cái tích đó thì em để em phân biệt thôi, chứ còn mà về đọc hiểu cái này thì em chịu thua rồi. Và ở trên đây thì có rất là nhiều cái vết đen, vết ố vàng hoặc là vết rạn men theo thời gian năm tháng. Hay ở phía dưới đây, ở phía dưới hay cái hiệu đề này là lại là 4-5 cái câu chữ không thì em cũng thua luôn. Xung đấy rất là già, xuất hiện rất là nhiều cái vết rạn hay là vết men co rút đây. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị thích sưu tầm những cái ống bút cổ như thế này thì có thể là nhắn tin với em nha. Món đồ rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm. Về kích thước thì cái ống bút này có chiều cao là 15 cm nha. Về đường kính miệng là khoảng 13.5 cm và giá em giao lưu với mọi người cái ống bút và viết nhiều chữ như thế này với giá là 5 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi em xin đi qua một cái ống bút tiếp theo. Ở đây là một cái ống bút khác, về cái hình dáng thì nó cũng giống gần như tương tự như ống bút hồi nãy thôi, nhưng mà cái tích của nó là có vẻ như là đang vẽ một cái thằng và vẽ một cái, em cũng không biết gọi đúng cái từ như thế nào đi đó, nhưng cái vẽ quan cảnh một cái tòa thành nè. Đó, về hình dáng thì nó cũng dạng hình trụ và loe ra phần miệng thì cũng được bọc đồng đó, rất là đẹp luôn. Bên trong này mình nhìn kỹ ở phần đáy nè, có những cái vết rạn ở phía phần đáy nè, đó rất là nhiều luôn. Đây là cái phần hiệu đề này là cái mộc vuông mà em cũng không đọc được cái chữ. Ngoài ra thì có rất là nhiều vết rạn men hoặc là vết men co rút theo thời gian năm tháng ha. Chung đấy rất là già, à, rất là đẹp. Rồi cái ống bút này có chiều cao là khoảng 15 cm luôn, về phần đường kính thì là 13 cm và giá em giao lưu với mọi người cái ống bút vẽ cái thành chì này là 5 triệu đồng đó. Ở đây còn xuất hiện ở những cái đường mà đường tơ nè, những cái đường tơ rất là nhỏ chạy nè. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình xem trên đoạn video của em mà mình thấy chưa có rõ thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em nha. Đó, đem gửi hình ảnh cũng như là gọi trực tiếp cho mọi người. Rồi món đồ kế tiếp mà em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị, đây là một cái nậm á ta, nhìn nó giống như hai cái nậm hay cái bình gì vậy. Nếu mà cái nậm thì nó là quá hơi lớn nha, còn cái bình thì lại cái miệng nó hơi nhỏ thôi, thì em cũng gọi là cái nậm đi, tại vì nhiều khi em cũng không biết được hết cái tên gọi của những cái món đồ mà em sưu tầm được nữa. Tại vì mình cứ thấy những cái món đồ đẹp với đúng đồ thì mình gom về thôi. Đó, cái em gọi là cái nậm đi ha. Rồi, cái nậm này thì vẽ rất là nhiều luôn, vẽ hình con này giống như con rắn hay con rồng vậy nè, con rắn quá. Và xung quanh thì vẫn có những cái món đồ khác nữa. Đó, trên đây thì có những cái điểm nó bị lột men co rút nè, ra co rút xong thành những cái điểm gỉ sắt như thế này. Đây là hiệu đề ở dưới đây, hiệu đề bông hoa này thì em nhớ không lầm là cái thời Khang Hy nha, đúng không ta? Nếu mà em có nói sai bà con cô bác cô chú anh chị mình chỉnh sửa lại giùm em cảm ơn rất là nhiều. Đó, trong đấy thì rất là già luôn, rất là nhiều cái điểm nổi ốc trâu lên luôn, phần miệng thì vẫn còn lành, không bị găng nứt hay gặn mẻ gì hết nha. Rồi về kích thước thì cái nậm lớn này có chiều cao là 33 cm nha. Đó, rất là em quên mang cái hoành bụng mà, thì em nghĩ là cái hoành này cũng phải là 30 mấy cm, 30 hoặc hơn gần 40 đấy. Đó, thì bà con cô bác cô chú anh chị quan tâm thì mình nhắn tin gọi điện với em để em có thể đo trực tiếp cho mọi người xem luôn. Rồi giá em giao lưu với mọi người cái nậm này
Đó, với giá là 6 triệu đồng, bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Rồi, một cái món đồ kế tiếp em giới thiệu với mọi người là một cái dầm. Thì đây là một cái dầm vẽ sơn thủy mà em sưu tầm về được ha, rất là đẹp luôn. Cái dầm này thì bên ngoài cũng được bọc đồng, hiệu đề ở dưới là hai chữ, chôm đáy rất là già, xuất hiện rất là nhiều cái điểm nó bị nuốt men đó. Ở phần phía trước cũng lại có rất là nhiều cái chỗ nó bị lột men như thế này rồi. Đó, nhâm 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 hết. Rồi, về kích thước của cái dầm này thì cái dầm này có đường kính là 17.5 cm nha. Đó, và giá em giao lưu với mọi người cái dầm vẽ sơn thủy này với giá là 3 triệu đồng. Đó, em xin đi qua món đồ kế tiếp. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái bình này, em nghĩ chắc bình gọi bình rượu ha, bình rượu đầu gà. Thì bình rượu đầu gà này theo như em tìm hiểu là thời nhà Lê Mạc, thời nhà Lê Mạc đó, đúng rồi. Rồi, thì cái bình rượu đầu gà này rất là đẹp luôn nha, cái phần men rạng là chi chít khắp cái bình luôn, từ phần thân miệng đến cái phần vòi nè. Ở đây thì thậm chí là có một cái vết rạn này là vết rạn kiểu như lỗi không biết là giống như lỗi men hay lỗi lò nè, nhưng mà nó có thể em nghĩ là thêm một thời gian nữa thì nó sẽ rạn nhiều lắm luôn á. Đó. Và trên đây rất là nhiều cái đường tơ chạy chi chít không đó. Chôm đáy thì rất là già luôn rồi, hôm đấy rất là già, chỗ ốc châu và những cái điểm khác. Phần miệng đây, phần miệng thì vẫn còn lành nha, không có bị mẻ ngoài những vết men rạn hay là những cái vết gỉ sắt nha. Đó, rất là đẹp. Đây, về kích thước thì cái bình đầu gà này, bình rượu đầu gà này có chiều cao là 24 cm nha, phần đường kính miệng thì là gần 8 cm đó. Và giá em giao lưu với mọi người cái bình rượu đầu gà này với giá là 4 triệu đồng đó. Bà con cô bác cô chú anh chị thích sưu tầm cái bình này thì nhắn tin gọi điện với em ha. Rồi, một cái bình tiếp theo mà em giới thiệu cho mọi người, đem về cái này vào một tí. Đây, trên tay em đang cầm là một cái bình hoa này, giống bình hoa. Bình hoa này là em tìm hiểu được một cái bình hoa thành lễ nha. Đó, thì mình làm gốm thành lễ, vẽ hai con rồng rất là đẹp luôn. Đây, đem quay vòng lại cho mọi người xem. Rồi, hai con rồng vẽ rất là đẹp luôn. Đó, phần men rạn chi chít luôn, rất là đẹp nha. Hai con rồng này thì đang quay sắp trầu quanh một cái bông hoa nha. Em thì em nhớ ai hồi xưa mấy cái tích trên, ủa, mấy cái tích kia gọi là sông Long, trầu Nguyệt hoặc là châu gì thế. Này có hai con rồng trầu bên bông hoa nữa, nhìn cũng rất là lạ ha. Rồi, phần chôm đáy đây. Đó, phần chôm đáy rất là già, đáy một khắc nè, rất là nhiều điểm bị lột men nè. Đó, và nhiều cái điểm vàng vàng này là em nghĩ là cái gỉ sắt, gỉ đồng ở chỗ ra ha, rất là đẹp. Bên đây là hai cái tay, nhìn đấy, cái này là nó dính như luôn nghe gốm, người ta chế rồi nha, chứ không có lúc lắc được nha. Lúc mà em ban đầu em nhìn nó em cũng tưởng là lúc lắc được, tính cười ra đó, tính khậy ra đó. Rồi, ở đây nè, cái tay vết rạn rất là nhiều nè. Đó, cái nguyên cái đường rạn luôn, khá đẹp. Bên đây cũng như luôn nè, tại vì những cái chi tiết này là những chi tiết đắp nổi ha, đắp vào ha, cho nên những vết rạn này nó sẽ xuất hiện theo thời gian năm tháng thôi. Đây là cái phần miệng thì nó chỉ bị lột men và răng nứt thôi đó, chứ nó không có bị mẻ hay gì hết. Và để em đo kích thước của cái bình này có chiều cao là 39 cm và phần đường kính miệng là 14 cm. Và em xin phép giao lưu với mọi người cái bình bông hai con rồng thành lễ này với giá là 6 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Rồi, em xin việc đi qua món đồ kế tiếp nha. Tiếp theo thì em giới thiệu với mọi người đây là một cái bình bông lớn nha. Nhìn em ban đầu em nhìn em tưởng là cái nai không à, nhưng mà cái nai này mà cầm là chắc xỉu luôn. Đây là một cái bình bông lớn thì dựa vào cái hiệu đề bên dưới đây thì là cái bình bông này thuộc đời nhà Thanh ha. Đó, cái mộc 6 chữ và chung đấy rất là già, có nhiều cái điểm gỉ sắt đó. Còn cái tích của nó là vẽ rồng rất là đẹp luôn, rồng năm móng rất là đẹp luôn đó, xuất hiện rất là nhiều cái điểm mà gỉ sắt đen đen như thế này. Men nếu mà nhìn kỹ nha, mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy những cái vết men rạn ở đây nè đó. Thì bà con cô bác cô chú anh chị mình coi trên đoạn video của em mà mình thấy chưa rõ
thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em qua Zalo nha, Zalo số điện thoại gì cũng được, để em gọi điện cho mình xem cho kỹ. Đó, cái bình bông này rất là đẹp luôn, rất là nhiều cái điểm thời gian, do cái thời gian năm tháng nó mới xuất hiện trên đây, thậm chí ngay phần miệng cũng có nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha. Rồi thì cái bình này có chiều cao là 40 cm nha, và đường kính miệng là gần 9 cm, và giá em giao lưu với mọi người có bình bông này là 8 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý một món đồ đẹp và giá trị sưu tầm như thế này, những món đồ cổ giá trị sưu tầm như thế này thì nhắn tin gọi điện với em. Đó thì em còn một cái thố, đây là một cái thố gốm tàu cổ nữa đó, nhưng mà em xin phép là được giới thiệu trong cái đoạn tiếp theo nha, tại vì thời lượng đoạn video của em hơi dài rồi đó. Ở đây em vẫn còn một số cái món đồ em chưa giới thiệu tới nữa nè. Đó, hôm nay là có rất là nhiều cái món đồ gốm đẹp và giá trị mà em đã cất công em sưu tầm về được đó, thì em xin quay một vòng nữa đó. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý món đồ nào chú nhắn tin gọi điện cho em nha, Zalo số điện thoại em để trên màn hình, thì em xin phép được hẹn mọi người trong đoạn video ngày mai để em giới thiệu tiếp những món đồ còn lại. Em rất là cảm ơn bà con cô bác cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết cái đoạn video của em, hy vọng mọi người sẽ cho em một lượt like khi xem đến đây nha. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bà con cô bác cô chú anh chị trong những đoạn video tiếp theo ạ.